chúng ta nói tới thông tin liên quan đến Tether đi. Đây là thông tin rất là lớn mà thông cảm thấy là lớn không có thua kém gì cái thông tin liên quan đến là cuối cùng thì New York cũng đã bắt Tether đóng phạt và không thể tố nữa. Cũng không có thua gì thông tin liên quan tới New York. Thì các bạn được là Tether thì cuối cùng cũng đã có mặt trên sàn Coinbase Pro là bắt đầu ngày hôm nay ngày 22 tây tháng 4 thì các bạn có thể là gửi đồng USDT vào trong sàn Coinbase Pro và đương nhiên các bạn thấy được là sau khi mà có mặt trên sàn Coinbase Pro thì sẽ có mặt trên sàn Coinbase thông thường thì chúng ta nên hiểu cái sự quan trọng của cái sự kiện này tại vì trong dòng bao nhiêu năm qua đồng Tether không có mặt trên sàn Coinbase và phần lớn thường nghĩ là tại vì Coinbase rất là lo lắng liên quan đến pháp lý tại vì bạn thấy được Coinbase là cái sàn lớn nhất của Hoa Kỳ. Lúc nào cũng đi theo tiêu chí pháp lý cho nên lúc nào cũng cẩn thận khi mà đưa một đồng nào lên trên sàn của Coinbase. Mà bây giờ Coinbase là một công ty mà có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, cho nên lại càng phải cẩn thận hơn về cái phương diện pháp lý. Mà bây giờ Coinbase đã ra quyết định là sẽ hỗ trợ đồng Tether cho chúng ta thấy được là cái lòng tin của mọi người vào Tether sẽ tăng lên tại vì Tether bây giờ không những là không tiếp tục bị kiện bởi tiểu bang New York mà bây giờ các bạn thấy được là sàn lý của Hoa Kỳ cùng ủng hộ đồng Tether Những cái sự lo ngại của Tether đã từ từ xóa bớt đi Và đây là thông tin rất là lớn tại vì các bạn cũng nên hiểu là Tether là một trong những cái mối lo ngại đã có từ lâu năm Như là một cái đám mây đen bao phủ cả thị trường crypto này lỡ như một ngày nào đó mà Tether thật sự là in khống Và không có cái số tài sản để mà hỗ trợ cái giá Tether thị trường sẽ sụp Nhưng mà càng ngày các bạn thấy được là cái đám mây đen đó đã càng tan đi Càng ngày càng sáng sủa hơn đây thông tin rất là lớn và đối với bạn thân thuận đây là thông tin rất là tốt tại vì các bạn cũng nên nhớ là thuận có gửi một số tiền lộn vào trong cái ví tether ở trên sàn coinbase và đương nhiên coinbase không hỗ trợ tether cho nên cái số tiền đó vẫn còn nằm trong cái ví đó mà thường không lấy ra được và coinbase cũng đã nói và đây cũng dành cho những bạn nào mà đã gửi lộn lên trên sàn coinbase là trong năm nay sẽ có hỗ trợ để có thể lấy những đồng tether ra khỏi cái ví trên sàn coinbase thì đương nhiên đây là một điều rất tốt để vì thường sẽ có thể lấy lời tiền của mình mà bà bị giam trong cái ví đó gần một năm nay tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin với các bạn thông tin kế tiếp đó chính là thông tin liên quan tới ngân hàng đầu tư Charles Schwab thì ngân hàng đầu tư Charles Schwab này bây giờ đang nói là đang thận trọng xem xét để mà cho phép những khách hàng đầu tư vào thị trường crypto này. Đây là một thông tin rất là tốt tại vì các bạn thấy được là chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều ngân hàng lớn, nhiều tổ chức đầu tư lớn như là cho swap như là Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs hỗ trợ thị trường crypto này ủng hộ sự phát triển và đưa ra những cái sản phẩm như dịch vụ để mà những người khách hàng có thể sử dụng được. Kế tiếp là một thông tin, thông tin này thật ra đã có mặt là 5 ngày trước đây nhưng mà Thuận ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn đó chính là đây là chủ tịch của ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ nghĩa là Fed nhưng mà đây là chủ tịch của chi nhánh Dallas là Robert Kaplan. Thì Robert Kaplan cho một cuộc phỏng vấn đã chia sẻ là ở thời điểm bây giờ rất rõ ràng bitcoin là một loại tài sản lưu trữ giá trị các bạn thi được đây không phải lời nói của thuận đây không phải lời nói của một ai đó mà đây là lời nói của chủ tịch chi nhánh của fed ở dallas như là ở tiểu bang texas thị trường thì đầy những thông tin tốt nhưng mà các bạn thấy được là trong cái thời gian này thì giá cả đang có một cái đợt điều chỉnh thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình on chain đi tại vì mỗi điều chỉnh thì nhiều bạn cũng rất lo lắng thì trước hết một biểu đồ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái biểu đồ liên quan đến cái số lượng địa chỉ ví bitcoin mà có hơn 1.000 bitcoin thì các bạn thấy được là trong cái thời gian gần đây đó chúng ta thấy được là bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 đó khi mà đã đạt cái đỉnh cái đường màu vàng đạt đỉnh Tại vì các bạn thấy đi trong cái thời gian à, từ cái thời điểm là năm 2018 tháng 1 Cái đường màu vàng này là liên tục tăng trưởng như là càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví Có hơn 1.000 Bitcoin Thì bạn cứ lấy 1.000 Bitcoin Nhưng cho cái giá hiện tại các bạn thấy được là 1.000 Bitcoin Nhưng cho giá hiện tại thì những vị địa chỉ ví này đã có hơn 50 triệu đô la rồi Nhưng mà gần đây khi mà chúng ta thấy là tháng 2 đó thì tháng 2 của năm 2021 chúng ta lại thấy là đầu tháng 2 cho đến cái thời điểm cuối tháng 3 thì cái đường màu vàng này là đi xuống nghĩa là càng ngày càng ít những cái địa chỉ ví Bitcoin có hơn 1 ngàn Bitcoin thì các bạn thấy được là chúng ta ở cái đỉnh 8 tây tháng 2 là 2488 địa chỉ ví cho đến là cuối tháng 3 ngày 31 tây là chúng ta còn 2232 địa chỉ ví có hơn 1 ngàn Bitcoin nhưng mà sau đó thì như nào sau đó các bạn thấy được là cái tốc độ đi xuống đã không còn có nghĩa là đã ổn định lại ở cái mức này chúng ta không thấy nhiều địa chỉ ví có hơn 1.000 Bitcoin biến mất nữa Có nghĩa là chúng ta thấy được là có thể là đây dấu hiệu có nhiều cá voi đã không tiếp tục bán Thì tại sao mà chúng ta thấy cái đợt mà điều chỉnh cái đường màu vàng này Tại sao lại có cái đợt điều chỉnh này mà trong thời gian này càng ngày càng ít địa chỉ ví Bitcoin có hơn 1.000 Bitcoin Tại vì thường nghĩ là chúng ta thấy giá tăng lên quá nhiều Cho nên những cái tổ chức đầu tư thì thường là họ cần phải điều chỉnh lại cái phần trăm đầu tư của họ vào thị trường bitcoin dẫn đến là có thể là có một cái đợt bán bitcoin hay là họ phải đẩy bitcoin qua nhiều địa chỉ ví để mà phân phối thay vì mà lưu trữ cùng một nơi đây cũng là những điều mình đã chia sẻ trước đây nhưng mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta không thấy hiện tượng là những địa chỉ ví có một ngày bitcoin tiếp tục biến mất nữa chúng ta nhìn vào những cái chỉ số thông thường mà chúng ta thường hay theo dõi đi thì đương nhiên điều chỉnh là một điều làm cho nhiều bạn lo lắng nhưng mà cũng là điều chỉnh khiến cho những cái chỉ số on chain sẽ reset lại và đây là một điều mà chúng ta rất là cần thiết các bạn thấy được là một biểu đồ chúng ta thường hay xem đó, đó chính là biểu đồ no nupl thì chúng ta thấy là chúng ta không muốn nhìn thấy dấu hiệu có màu xanh dương tại vì mỗi lần mà màu xanh dương xuất hiện là chúng ta đã có dấu hiệu đỉnh dựa theo nupl và sẽ bắt đầu một mùa đông crypto thì thời điểm bây giờ các bạn thấy là chúng ta có một lần đã gần đến cái mức mà chuyển qua màu xanh dương đó chính là thời điểm ngày 21 tháng 2 các bạn thấy được là chúng ta chỉ cần là qua khỏi cái đường mà chấm 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 đi ngang này thôi thì sẽ chuyển thành màu xanh dương nhưng mà cuối cùng đã điều chỉnh rất đúng lúc thì bây giờ các bạn thấy được là chỉ số này đang ở mức nào chỉ số này đang ở cái mức ngày 22 tháng 4 ở cái mức là 51.800 là 0,63 cho nên các bạn thấy được là từ 0,63 cho đến 0,75 thì mới có nguy cơ chuyển thành màu xanh dương. Chúng ta đã có một khoảng cách rồi. Và bây giờ có thể nói là giá Bitcoin có thể lên tới 80.000 trước khi mà chúng ta có cái nguy cơ chuyển thành màu xanh dương. Cho nên giá càng điều chỉnh thì càng tốt cho những cái chỉ số on-chain để chúng ta có cái cơ hội có được cái giá cao hơn. Kế tiếp thì các bạn thấy được là cái số lượng phần trăm Bitcoin mà đang có lời thì các bạn thấy được là rất tốt là cái đường màu vàng này đã rời khỏi cái dùng màu đỏ. Các bạn thấy được chúng ta không muốn thấy quá nhiều người trên thị trường đang có lời. Tại vì chúng ta cũng đã biết là nếu như quá nhiều người đang có lời thì cơ hội là sẽ có rất nhiều chốt lời. Thì bây giờ các bạn thấy được là cái phần trăm mà có lời trên thị trường Bitcoin là 84,12%. Phần trăm rất là tốt đối với thuận chúng ta muốn thấy là dưới 85% bây giờ là 82,1% Bitcoin đã đang có lời dựa theo cách tính ở trên Classno Những tài liệu khác chúng ta thường hay theo dõi thì đương nhiên các bạn thấy được là chỉ số No điều chỉnh Thì đương nhiên những cái chỉ số khác như là All thì cũng điều chỉnh Bây giờ chúng ta thấy được là mỗi lần mà đường màu vàng này chạm dù màu đỏ là dấu hiệu đỉnh Thì bây giờ chúng ta vẫn còn cách xa những cái chỉ số này như là All Holder, uh, hay là các bạn thấy market cap cho thermal cap thì đều chưa có dấu hiệu là chạm vào dù màu đỏ cho nên cho đến thì bây giờ thuận vẫn là khá lạc quan và như thường đã chia sẻ khi mà giá cả đi xuống thêm một chút nữa thuận sẽ thu mua thêm bitcoin và ethereum và đây là thu mua thêm chứ không phải là thuận thu mua hàng tuần thuận vẫn tiếp tục thu mua hàng tuần không có gì thay đổi hết thường thì là thu mua thêm nếu như mà giá xuống dưới 50.000 mươi thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn khi mà thuận thu mua thêm crypto nhìn một số những tài liệu on chain khác sau đó thường sẽ có một cái tài liệu rất thú vị liên quan đến những cái ví mà những người mà có tiền bây giờ thì những cái ví Bitcoin đó hiện tượng bây giờ là họ đang mua hay là đang bán chúng ta sẽ nói tới sau khi nhìn vào những cái tài liệu trên crypto coin thì đương nhiên các bạn thấy được là khi mà giá cả đi xuống thì nhiều bạn rất muốn biết là bây giờ cái số lượng Bitcoin đưa lên sàn so với rút ra đó thì nhiều hơn hay là ít hơn thì chúng ta chuyển vào biểu đồ này chuyển qua đến giờ đi thì các bạn thấy được ngày hôm nay thì chúng ta cũng có để hình zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta cũng có một số những cái thời gian mà có nhiều bitcoin nạp vào hơn là rút ra nhưng mà thực ra mà nói các bạn nhìn cái tình hình trong vòng mấy ngày qua thì các bạn sẽ thấy được là tuy là giá đi xuống nhưng mà chúng ta không thấy cái hiện tượng là nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn bây giờ thì cũng không có gì gọi là quá đáng kể chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới còn bao nhiêu bitcoin trên sàn thì các bạn nhìn tổng quát thì đường màu đỏ này vẫn tiếp tục đi xuống như là càng ngày càng ít bitcoin được nạp trên sàn nhưng mà các bạn nhìn vào cái phần mà thời điểm bây giờ thì đã có một cái sự tăng lên nghĩa là có thêm một số lượng Bitcoin được nạp lên trên sàn Nhưng mà các bạn thấy được là nhìn chung thì cái phần nạp này không đáng kể Chúng ta chuyển qua đến giờ để nhìn rõ hơn Thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin rồi khỏi sàn thì rất là nhiều Nhưng mà trong cái thời điểm giá đi xuống này thì có thêm một ít Bitcoin được nạp lên trên sàn Nhưng mà như thường đã chia sẻ với các bạn cái phần nạp lên không đáng kể kế tiếp thì chúng ta thấy được là tài liệu liên quan đến là những cái mức giá nào mà có nhiều giao dịch đẩy bitcoin lên trên sàn thì chúng ta đang nhìn vào tài liệu biểu đồ đến giờ thì bây giờ thực ra mà nói là không có một cái mức giá nào mà ấn tượng là có nhiều bitcoin mà có cái hiện tượng là nhiều giao dịch bitcoin đẩy đến trên sàn hết cho nên cái tài liệu này bây giờ cũng chưa có phản ứng được gì chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến là những cái mức giá nào của bitcoin mà có nhiều đầu ổn định được đưa lên trên sàn thì các bạn thấy được là bây giờ thì cũng tương tự chúng ta không thấy có một cái dấu hiệu gì gọi là nổi bật ở bất cứ một mức giá nào của bitcoin trong cái thời gian uh, hai ngày qua mà có hiện tượng là nhiều đầu ổn định từ đẩy lên trên sàn. Tại vì các bạn thấy được là mỗi lần mà có hiện tượng đó thì cái đường màu đỏ này nó sẽ tăng lên. Chúng ta không thấy ở thời điểm hiện tại và nói tới là ai đang bán thì các bạn thấy được là hiện bây giờ thời đào không có dấu hiệu bán. Chúng ta thấy mới đây liên quan đến là những cái ví có hơn một ngàn bitcoin cũng không có dấu hiệu là mất đi thì các bạn thấy được bây giờ thời đào cũng không phải là cái nguồn bán hiện bây giờ cái chỉ số này trong vòng có thể nói là từ đầu tháng 3 cho tới, tới bây giờ là nằm ngay bên dưới này không có dấu hiệu và các bạn có thể biết là chỉ số phải hơn con số 2 thì mới là chỉ số cho thấy là thời đào đang bán bây giờ thời đào không có dấu hiệu bán mà thậm chí còn có dấu hiệu tích lũy nói tới thời đào thì các bạn thấy được là bây giờ liên quan tới hash rate có nghĩa là tốc độ đào thì tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin cũng đã hồi phục lại một phần như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình sau khi mà đi xuống mạnh cái tài liệu liên quan đến là bị mất điện ở một số nơi Trung Quốc trong đó có Tân Cương thì bây giờ tốc độ đào đã từ từ hồi phục trở lại cho nên như thường đã chia sẻ tốc độ đào chỉ là cái tình trạng trong thời gian ngắn mà thôi dài hạn chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều đến tốc độ đào tại vì cái độ khó đào sẽ điều chỉnh theo tốc độ đào và kế tiếp chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan đến là trên sàn Hàn Quốc thì như thế nào thì các bạn thấy được là cái phần trăm khác biệt bây giờ trên sàn Hàn Quốc so với quốc tế thì không nhiều nữa Bây giờ các bạn thấy được là cho đến thời điểm bây giờ khác biệt chỉ có 4,65% mà thôi Có nghĩa là tình trạng là Bitcoin trên sàn Hàn Quốc không có khác nhiều so với sàn quốc tế ở thời điểm hiện tại Và đây là những cái tài liệu on-chain mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Tài liệu kế tiếp mà Thùng sẽ chia sẻ với các bạn là một cái tài liệu liên quan đến chúng ta sẽ lên trên mạng lưới của Bitcoin Đã lâu rồi chúng ta không làm điều này và chúng ta sẽ nhìn xem coi là những cái địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin hiện tượng gì đang xảy ra nhưng mà nói tóm lại, liên quan đến tình hình on-chain, liên quan đến uh, tình hình hiện tại Thì các bạn thấy được là Thuận vẫn nghĩ là cái sự ảnh hưởng là đến từ thị trường tài chính nói chung Liên quan đến thông tin là chính phủ Joe Biden muốn tăng cái thuế thu nhập cho những nhà đầu tư mà có lợi lên tới 39,6% Nhưng mà đây chưa phải là sự thật, đây chỉ là một cái đề xuất mà thôi Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tin tức này Và trong cái thời gian 24 giờ qua thì có một số lượng Bitcoin được đưa lên sàn nhưng mà cái số lượng nó không đáng kể. Đây là tóm tắt những gì đang xảy ra ở trên thị trường hiện tại.